Thưa quý vị, nếu bóng đá là môn thể thao vua thì freestyle football, tân bóng nghệ thuật được xem là môn thể thao đẹp mắt. Lấy cảm hứng và thần tượng những pha biểu diễn bóng của David Beckham, anh Phạm Trọng Thi đã miệt mài luyện tập freestyle football suốt 10 năm qua. Đến nay thì anh đã là một trong số những nghệ sĩ biểu diễn bóng đá hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình thần tượng là David Beckham. Thì thực ra là cái động tác đầu tiên mà mình làm được đó là động tác Nestle để bóng trên cổ mà David Beckham làm được trong chương trình Messi, một cái tour Messi mà có cả Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn tham dự. Quả bóng mình đang xài á, nó cũng khá cũ rồi. Mình có được nó hồi 2016 là được Euro. Từ 2007 là mình bắt đầu học, là lúc đó chưa có Facebook. Nếu mà mình còn ở sinh hoạt coi ở trên các diễn đàn, có những cái clip người ta up lên để người ta làm dữ liệu, thì vô tình thấy được trên những cái channel đó của họ, mình có thấy được những cái động tác rất là hay, mình bắt chước tập theo. Sau này mình thấy cả những cầu thủ nổi tiếng như Ronaldinho làm nè, Cristiano Ronaldo cũng làm nữa. Dưới những cầu thủ đó có những cái người chuyên về biểu diễn bóng đá nghệ thuật này rồi, giỏi hơn những người đó nhiều. Lúc đó mình biết đến những cái danh thủ đó giống như là Pelé, Nam The Man, Tuzani. Lúc đó mình bắt đầu bắt chước. Xưa là mình bắt đầu biểu diễn là ở những cái giải khai mạc, những giải bóng đá là thiếu những cái tiết mục dành cho bóng đá. Là người ta lúc đó người ta chỉ có nhảy hip hop rồi nhảy cheerleader. Thì cái thời buổi đó cái tân bóng này còn khá mới mẻ. Em thấy kỹ thuật của anh mà rất là điêu luyện. Em thì em chưa bao giờ mà tưng bóng hết, nhưng mà bây giờ em thấy anh đó là tưng bóng, thấy là phấn khích nên em tưng được giải trái. Mình xài tất cả bộ phận trên cơ thể để mình điều khiển quả bóng, có thể là mắt có, trán có, tai dương có, dùng môi để mình giữ bóng cũng có, vai cũng có, hoặc là lòng bàn chân, ống quyển, gót chân, tay có thể sử dụng được luôn, nhưng mà hạn chế trong bộ môn này sử dụng tay nhiều cũng mất đi tính chất nghệ thuật. Nó là môn bóng đá nhưng nó là nghệ thuật, nó không đơn giản chỉ là thể thao thôi. Để biểu diễn thì mình có thể diễn trong khoảng 5 phút, nhưng mà để tân bóng bao lâu thì mình có thể tân 3 đến 4 tiếng không ngừng nghỉ. Sau 3-4 tiếng đó, tầm đó là mình chuột rút. Đó là cái hạn chế của sức khỏe chứ nó không phải là hạn chế ở kỹ thuật. Mà nếu mà kỹ thuật có thể mình tân cả ngày mình cũng không rớt.